Dạ em xin phép chào tất cả cô chú anh chị và chào tất cả mọi người. Hôm nay là phiên lan rừng tối ngày 4 tháng 11 năm 2023 nha mọi người. Rồi thì hôm nay bên em tiếp tục về được một số mặt hàng lan rừng. Thì sau công tác chuẩn bị thì em đã chia ra từng hình và đánh số thứ tự. Thì mọi người xem được hình nào thì chốt hình đó nha mọi người. Rồi thì em xin điểm sơ các mặt hàng có ngày hôm nay. Thứ nhất là em về có lan hoàng thảo đơn cam nha mọi người. Nó là lan cho hoa rất đẹp nha mọi người. Đấy, hoa màu đỏ rực rỡ đấy, đơn cam của vùng rừng Kon Tum Tây Nguyên mọi người đấy. Rồi tiếp theo là em có các hình lan dáng hương tầm màu sắc lá xếp này không gọi là quế tháng tư nhưng mà đấy thì cây rất đẹp nha mọi người đấy, thì tí nữa em sẽ quay cụ thể từng cái hình cho mọi người cùng xem đấy. Có một cây nguyên bản và bốn cái hình hàng rời nha mọi người. Rồi tiếp theo là các hình lan hoàn thảo trên bạch nha mọi người đấy, bốn phần hoàn thảo trên bạch này và hai phần lan lọng nha mọi người đấy. Rồi lan thanh đạm cánh bướm nha mọi người, em một dòng thanh đạm cho hoa rất đẹp và hoa rất thơm. Một phần lan đuôi chồn này đấy. Rồi các hình nguyên bản kim điệp xuân, một phần rời kim điệp xuân nha mọi người. Rồi hoàng thảo thập hoa này đấy. Rồi hai cái combo lồng sộ nha mọi người đấy. Rồi thì hàng về cái gì thì em bán cái đó nha mọi người, thì có ít bán ít, có nhiều bán nhiều nha mọi người, thì có gì bán nấy. Nào có trên chị xem được hình nào thì chốt hình đó nha mọi người. Rồi tí nữa em sẽ quay cụ thể từng hình màu cho mọi người cùng xem nha. Dạ rồi, trước khi vào qua chi tiết thì em sẽ giới thiệu kênh của em. Kênh của em là kênh Núi Rừng Tây Nguyên Channel 2. Số điện thoại Zalo liên hệ là 070 611 5694. Mọi người đặt hàng thì gọi điện thoại trực tiếp cho em qua số điện thoại này. Trường hợp mọi người gọi điện không được thì mọi người vui lòng nhắn tin, em sẽ chốt hàng qua tin nhắn và đi cho mọi người trong thời gian sớm nhất nha. Ở bên em đồng giá ship 30k trên một đơn hàng, ship này ship nhanh, tầm 2 đến 3 ngày thì mọi người nhận được hàng nha. Rồi thống nhất phí ship là 30k trên một đơn hàng, một đơn thì 30k, nhiều đơn thì 30k nha mọi người. Rồi mọi người nhận hàng thì thanh toán 30k ship là xong nha mọi người. Dạ rồi. Rồi thì hôm nay bên em vẫn đang tiếp tục chia sẻ cái sản phẩm chè dây rừng nha mọi người. Đấy. Sản phẩm chè dây rừng thì một sản phẩm hỗ trợ điều trị dạ dày, diệt vi khuẩn HP, kháng viêm, ăn thần các loại như người, thì nó đặc biệt tốt cho hệ tiêu hóa, đặc biệt là dạ dày, đại tràng, trực tràng như người. Đấy, thì ngoài các tác dụng ấy thì có các tác dụng mà đã được nghiên cứu thêm này, của về các tác dụng của polyphenol trong cây chè dây rừng như người. Đấy, về các chỉ số lipid máu là liên quan đến các chỉ số về máu như mỡ máu rồi như người. Đấy. Rồi bệnh sơ vữa động mạch nha mọi người. Đấy, cái này mạch máu nha mọi người. Đấy. Rồi cái này như một cái công trình nghiên cứu khoa học, nó có ý nghĩa rất là quan trọng nha mọi người. Đấy, thì cô chú anh chị xem có nhu cầu nghiên cứu thêm cái tài liệu này á thì em để cái đường link ở dưới phần bình luận nha mọi người. Đấy. Thì cái nguồn tài liệu này là từ cái Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia nha mọi người. Đấy, thì các sản phẩm công trình khoa học thì được công bố trên cái trang của Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia thuộc thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ như vậy. Đấy. Rồi thì em để cái đường link bên dưới tài liệu này, đã tài liệu khoa học như người đã được công bố rộng rãi như vậy. Nói chung là ai cũng tiếp cận được hết như vậy. Đấy thì mình sưu tầm và mình có thể nghiên cứu ứng dụng trên các những thành tựu khoa học công nghệ như vậy. Đấy. Rồi thì về sơ qua này đến, có chứa polyphenol là tác dụng chống oxy hóa nha mọi người. Đấy, cái này oxy hóa là cái như mình lão hóa hay các cái vấn đề mà nó thoái hóa lần lần nha mọi người. Đấy, ức chế sự phát triển vi khuẩn này. Đấy, cái này thì nó về dạ dày thì cái con vi khuẩn HP nha mọi người. Đấy, con vi khuẩn đó là kẻ thù của dạ dày nha mọi người. Đấy, hạn chế cái đột biến gen nha mọi người. Cái này là các gốc tự do nó gây các đột biến gen và nó gây bệnh nha mọi người. Đấy, bệnh nói chung rối loạn gen này kia thì nó về sinh học này kia thì nó gây nên một số bệnh như là có thể gây ung thư như vậy. Đấy. Rồi cái công trình này thì nó về rối loạn tiêu hóa trên thí nghiệm đèn thỏ như vậy. Đấy, cái này người ta đã thí nghiệm rồi. Rồi thì các trang của cái này thì em lượt sơ qua cho mọi người này. Đấy. À, cô chú anh chị mà xem máy này kia thì em để cái dưới cái phần bình luận ở dưới bên dưới này, phần bình luận hay gọi là nhận xét ấy. Đấy, mọi người kéo xuống đó và tải cái link tài liệu này vào về rồi nghiên cứu thêm. Đấy. Đó, thì thời gian tới thì em sẽ chia sẻ cụ thể hơn. Đấy. Rồi đó là cái về cái một cái rất là quan trọng về cái cây chè dây rừng nha mọi người. Đấy. Rồi thì như một khi cô chú anh chị mua lan mà có nhu cầu mà sử dụng thử cái sản phẩm chè dây rừng này do nhà em làm, tôi tự chế biến thành cái dạng trà
trà uống đó nha mọi người. Mọi người về chỉ việc về lấy một nắm nhỏ để bỏ vào trong bình trà, thì cho nước sôi hãm vào là mọi người ra trà thì mọi người uống thôi nha mọi người. Đấy, thì không có phải mất công mình phải đi đun nóng cái này kia, thứ cứ châm nước sôi vào là uống là được nha mọi người. Mọi người dùng trong ngày là được nha mọi người. Đấy, cái đặc điểm của cây chè dây rừng thì nó có các nhựa này, đấy, tuyết chè nha mọi người. Đấy, nên nó dễ phân biệt. Đấy. Rồi, thì một bì như thế này thì 100g nha mọi người. Đấy, em tặng cho chú anh chị về dùng thử. Đấy, ai có nhu cầu thì cho chú anh chị cứ nói em sẽ tặng một bì như thế này về dùng thử nha. À, trường hợp có chú anh chị dùng rồi thì nếu mà có nhu cầu mua em đang bán lẻ là 100g này. Đấy, tương ứng một lạng nha mọi người, 20.000 nha mọi người. Đấy, giá cho bán lẻ cho mọi người về dễ dùng dễ uống luôn. Đấy, 200g 40.000 nha mọi người. Đấy. Rồi. 500g này, này tương ứng nửa ký nha mọi người, 100.000 nha mọi người. Đấy. Thì do nhà em làm là trà cành ngọn lá nhỏ nên cái lượng trà được rất trong này rất là nhiều, nửa ký thì nó cũng rất là nhiều nha mọi người. Đấy. Và thứ hai là dạng khô á mọi người, nó cũng nở nữa, mọi người về ấy nó nở ra rất nhiều nha mọi người. Nửa ký này, để mọi người xả nén ra thì nó như thế này này. Đấy. Này em kích chân không là kỹ càng hết nha mọi người. Đấy, mọi người về chưa dùng tới thì vẫn để được. Đấy. Cái này sản phẩm nhà em làm mới hết nha mọi người. Đấy, mọi người yên tâm sử dụng. Đấy, sản phẩm an toàn. Đấy. Rồi, thì đó là cái chị ở đây mọi người có thể tham khảo đây, mua 1 ký thì giá là 200.000 em bao phí ship nha mọi người. À, từ 1 ký đó lên là miễn phí ship, còn dưới thì mọi người cộng phí ship là 30.000 nữa. Đấy, em nhận đúng có yêu cầu theo yêu cầu của khách nha mọi người. Đấy. Rồi, trường hợp của chú anh chị cho cái này kia thì lẻ này kia thì em vẫn đóng bình thường nha mọi người. Rồi, đó là cây chè dây rừng. Rồi, mọi người quan tâm các mặt hàng lan rừng mà em có thể chia sẻ thêm sản phẩm chè dây rừng trên kênh, mọi người vui lòng nhấn vào nút đăng ký kênh lúc này và bấm vào chuông thông báo bên cạnh để nhận tất cả clip trên kênh một cách nhanh và sớm nhất nha mọi người. Rồi, thì theo thứ tự thì em sẽ giới thiệu từ trên xuống dưới cho mọi người dễ theo dõi nha. Đầu tiên là em giới thiệu đến lan hoàng thảo đơn cam nha mọi người. Rồi, ngày hôm nay em về được có 4 phần. Đầu tiên là những cây rất đẹp nha mọi người. Đấy. Còn lại những cây này kia thì 100.000 một phần. Đấy, cùng những cây nhỏ hơn, nhiều hơn nha mọi người. Đấy, mọi người thì xem á. Còn này là 4 phần đầu tiên là 4 phần đẹp nha mọi người. Đấy, cây dài, to mập nha mọi người. Đã nhiều thần tơ. Đấy. Rồi, trước khi em giới thiệu là em giới thiệu mặt hoa. Đấy, của lan hoàng thảo đơn cam nha mọi người. Đấy, hoa đơn cam ở rừng này là đỏ rực rỡ nha mọi người. Đã không có nhật nhạt như một số nơi nha mọi người. Đấy, hàng rừng nguyên bản luôn, mọi người về chỉ việc cho vào chậu và xếp lại thôi. Đó, thì đơn cam nở rất độc đáo nha mọi người. Cái lưỡi của nó thì ngược lên trên, năm cái cánh nó ngược lại, đấy, khá là hay. Nó lan hoàng thảo đơn cam nha mọi người. Hoa nở rất là dễ thương nha mọi người, đấy, hoàng thảo đơn cam. Đấy, đỏ tươi tắn nha mọi người. Đấy, rất đẹp. Đấy. Mùa này thì hoàng thảo đơn cam đã thắt ngọn rồi. Và chỉ chờ xuống lá và tới mùa ra hoa nha mọi người. Đấy, hoa nó nở thì tầm tháng 3 mùa lan rừng này. Đấy, thì nó lên vừa lên cây con vừa nở hoa lên nha mọi người, rất là đẹp. Đấy, rồi thì mà bắt đầu mùa mới thì mọi người chăm. Đấy, khi lên cây con mọi người tiếp tục chăm để nó trưởng thành lại như thế này nha mọi người. Đó, thì đơn cam như thế ta. Rồi, chuẩn bị cái dòng hoàng thảo ra hoa còn lá thì bước vào mùa nghỉ nha mọi người. Mùa nghỉ thì rụng hết lá, còn bên trong nó sẽ biến tổng hợp chất này kia để chuẩn bị ra hoa nha mọi người. Còn là nó không phát triển rễ gì nữa nhưng mà lá rễ rồi lá rụng hết. Đấy. Hình số 1 này, một cây nguyên bản. Đấy. Rồi đây là một cây nguyên bản này. Đấy, ngoài tự nhiên thì nó bám như thế này mà thôi nha mọi người. Đó. Rồi cái nguyên bản này nó gồm có một thân tơ này, hai thân tơ này, ba thân tơ nha mọi người. Đó. Đó, mùa trước cái này thì này có một cái này, mùa này để được ba thân tơ luôn, rất đẹp nha mọi người. Cái cây này thì mọi người chỉ việc về đặt chậu thôi, tới mùa nó rụng lá xong là ba thân tơ này nó sẽ ra hoa. Ở trên một mắt hoa nó gồm có nhiều bắp nha mọi người, cho nên khi nó nở ra thì nó nhiều được nhiều bông hoa nên nó rất đẹp nha mọi người. Đấy. Rồi một nguyên bản rất là chắc chắn nha mọi người. Đấy, quá đẹp luôn. À, nguyên bản ba mầm nha mọi người. Đấy, thông thường đơn cam thì nó chỉ có một cái mầm đấy nha mọi người, đây một mầm, một hai mầm, đây cái này được ba mầm luôn này. Rồi rất đẹp, hình số 1 nha mọi người, hình này hình nguyên bản 200 nha mọi người, cho nguyên bản lớn 3 mầm. Đấy. Rồi, hình đẹp đầu tiên nha mọi người. Rồi tiếp theo là hình số 2, hình số 2 cũng là một cây nguyên bản nha mọi người. Cái ngoài tự nhiên thì nó chỉ như thế này thôi. Đấy. Rồi thế này quá đẹp, này người việc về đặt chậu thôi, nó có 3 mầm sẵn đây rồi. Đấy, ba thế ba gốc đó. Rất là cân đối. Rồi, mùa trước nó ra hoa có trái này. Đấy, mùa này thì được một thân tơ này, hai thân tơ này, ba thân tơ nha mọi người. Đó.
rất là đẹp, cây ra hoa và để lại bạch hoa rất nhiều nha mọi người. Rồi nguyên bản lắm nha mọi người, ba thân tơ rất đẹp luôn. Đó. Rồi lâu lâu mới có những cái cây nguyên bản như thế này, đẹp như thế này nha mọi người. Rồi, hình số 2 nha mọi người, 200 cho cây nguyên bản lớn, ba mầm luôn nha mọi người. Đấy, một cặp ba mầm này. Rồi tiếp theo là đến nha, loại hai nguyên bản lớn nha mọi người. Đấy. Hai nguyên bản lớn thì 200 cho hai nguyên bản lớn này. Ở đây là nguyên bản lớn đầu tiên nha mọi người. Đó thì cây này một cây nguyên bản khá là to nha mọi người. Đó, cây bự này. Đây một trước là hoa có trái này. Đó. Thì nay chỉ chờ rụng lá ra hoa nha mọi người. Đấy, rụng lá rồi sẽ hình thành những cái bọc trắng như thế này này, là nó sẽ nở hoa, bung hoa. Cây này thì nó ra tầm hơn 20 phân nha mọi người. Đó, tiếp theo là cây nguyên bản số 2 này, là một cây lớn nha mọi người. Đó, cũng thắt ngọn rồi này, chỉ chờ ra hoa thôi. Đó, một trước thì ra hoa có trái này. Đấy, các mắt này nó gồm có nhiều bông này, đấy, rất là đẹp rực rỡ nha mọi người. Này nó hơi ấy, này kia thêm em giữ bằng một cái gì rút lại này cho nó cố định lại thôi. Mọi người chỉ việc về đặt vào chậu chờ cái này ra hoa và cái con năm sau nó sẽ mọc lên nha mọi người. Rồi hai mầm lớn nha mọi người, hai mầm lớn hình số 3. Hình này là hình 100 nha mọi người. À mình là 200 cho hai nguyên bản lớn. Tiếp theo là đến hình số 4. Hình số 4 cũng là một loại 200 cho hai nguyên bản 6 mầm nha mọi người. Rồi đây là nguyên bản đầu tiên này. Đó, này một cặp luôn nha mọi người. Đó, một cặp đường cao luôn này, rất đẹp nha mọi người, thấy rất đẹp luôn. Đó, tới mùa nó lên cây con này sẽ bám vào giá thể nha mọi người. Em người về thêm số giá thể nữa thì nó ra và rễ nó bám vào giá thể mới của mình nha mọi người. Đó, em người phải xếp lại sao cho nó đẹp thôi, lên chậu là được. Rồi tiếp theo là đến cây nguyên bản số 2, và một mầm lớn này, hai mầm lớn này, và dưới này nha, nó có một hai mầm nhỏ nữa nha mọi người. Đó. À, cái nguyên bản nó luôn nha mọi người, nó ngoài tự nhiên thì nó như thế này. Đó, này nguyên bản này thì bốn mầm tơ nha mọi người. Đó. Rồi hai cây nguyên bản 6 mầm nha mọi người, bốn mầm lớn hai mầm nhỏ, hình này hình số 4 200 nha mọi người. Đó. Đó, hôm nay em có bốn cái phần lan đơn cam đẹp nhất ngày hôm nay nha mọi người, bốn phần cây lớn này, bốn nguyên bản lớn. Rồi tiếp theo là đến hình số 5 nha mọi người, hình số 5 thì hình 100.000 cho hai nguyên bản, gồm có ba mầm. Rồi đây là nguyên bản đầu tiên này, đấy ngồi tự nhiên thì nó mọc như thế này thôi nha mọi người. Đấy, không cần giá thể lớn, nó mọc thì một cái cây như thế này thôi. Rồi cây đã thắt ngọn rồi, chỉ chờ ra hoa thôi nha mọi người. Đó. Rồi tiếp theo là cây nguyên bản số 2 này, đấy, thì nó gồm có hai mầm tơ nha mọi người. Đó, cũng rất là đẹp. Đó. Rồi hình 100 nha mọi người, hình 100 hình số 5. Tiếp theo là đến hình số 6 nè, hình số 6 là hình 100.000 cho ba nguyên bản, 4 mầm. Ở đây là nguyên bản đầu tiên này. Đó. Thì mùa trước nó ngắn như thế này này, mùa này lớn hơn rồi này. Đấy, nó vẫn ra hoa bình thường nhưng mà ra hoa có trái đó này. Đó. Rồi tiếp theo là đến nguyên bản số 2 này. Đó. Rồi cây nguyên bản mùa trước thì nó chỉ gần vài cái hột ấy thôi. Mùa này nó dài rồi nhưng mà đấy. Có một số cô chú anh chị mua là nó bằng cái hột gạo tí này kia, nó về trồng nó dài ngần luôn nhưng mà đấy. Còn nguyên bản số 3 này hai mầm tơ này. Đấy, các mùa trước nó vẫn ra hoa nhưng mà nhỏ nhưng vẫn ra hoa bình thường. Đấy. Rồi, hình số 6 nha mọi người, 100.000. Tiếp theo là đến hình số 7. 100.000 cho 5 nguyên bản luôn. Ở đây là nguyên bản đầu tiên này, đó. Cây rất là mập mạp nha mọi người. Đấy. Thắt ngọn thì chờ ra hoa thôi. Nguyên bản số 2 này. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 3 này. Đó, 3 nguyên bản này. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 4 này. Đó, 4 nguyên bản nha mọi người. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 5. Đó. Rồi, 5 nguyên bản đơn cam nha mọi người. Đấy. Rồi, 5 nguyên bản rất đẹp nha mọi người. Số 7, 100.000 cho người về sưu tầm. Tiếp theo là đến hình số 8, 100.000 cho 5 nguyên bản luôn. Ở đây là nguyên bản đầu tiên này. Đó. Rồi, tiếp theo là đến nguyên bản số 2 này. Đó. Cây này nó đỏ thì nó cái độ đỏ nó nhiều hơn nha mọi người. Rồi, tiếp theo là đến nguyên bản số 3, này được hai thân tơ luôn nha mọi người. Đấy. Tiếp theo là nguyên bản số 4 này, này thân tơ cũng lớn rồi nha mọi người. Tiếp theo là nguyên bản số 5 này, đó, 5 nguyên bản nha mọi người. Có các nguyên bản như này thì mọi người về ghép nó rất là khỏe nha mọi người. Rồi, hình số 8 100.000. Tiếp theo là đến hình số 9 100.000 cho 5 nguyên bản luôn. Ở đây là nguyên bản đầu tiên này, đó thì ngồi tự nhiên nó chỉ cần một cái cây giá thể nhỏ như thế là sống rồi nha mọi người. Rồi tiếp theo là cây nguyên bản số 2 này, đó. Rồi tiếp theo đến cây nguyên bản số 3 này, rồi cây nguyên bản số 4 này,
Rồi tiếp theo là cây nguyên bản số 5 đấy, là được hai thân tơ lên ngoài đấy, lá rất đẹp này. Đấy, mùa rước ra hoa có trái này. Đấy, rồi hình số 9 100.000 nha mọi người. Tiếp theo là đến hình số 10 100.000 cho 10 nguyên bản nhỏ này. Ở đây là nguyên bản đầu tiên nè, này được hai thân tơ nha mọi người. Đấy, thì một số của chú anh chị mua nó như thế này thôi, nhưng mà về nó lành cây con mới, nó chăm nó dài nhuận, nó là chuyện bình thường nha mọi người. Đấy, rồi tiếp theo là nguyên bản số 2 nè. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 3 nè. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 4 nè. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 5 nè. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 6 nè. Rồi nguyên bản số 7 nè. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 8 nè. Rồi nguyên bản số 9 nè, này được hai thân tơ nè. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 10. Đó, 10 nguyên bản đăng cam nha mọi người. Hình này hình số 10 100. Tiếp theo là đến hình số 11 100.000 cho 7 dê cộng 3 nguyên bản nha. Đó, đây là nguyên bản đầu tiên nè, cái đó mập mạp nha mọi người. Tiếp theo là nguyên bản số 2 nè, này một thân tơ nè. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 3 nè. Nguyên bản số 3 này, này đã xuống lá rồi. Đấy, thân ngọn chờ hoa thôi nha mọi người. Rồi và các hàng dề, đây dề đầu tiên nè. Tiếp theo là dề số 2 nè. Đó. Rồi tiếp theo là dề số 3 nè. Dề số 4 nè. Dề số 5 nè. Dề số 6 nè. Dề số 7 nha mọi người. Đó, 7 dề và 3 nguyên bản nha mọi người. Hình này là hình 100, hình 11 nha mọi người. Đó là hoàn thảo đơn cam, ngày hôm nay có 11 hình đơn cam nha mọi người. Dạ rồi. Tiếp theo ngày hôm nay em về được có các năm hình lan dán hương tạo màu sắc nha mọi người, lá sấy rất đẹp rồi nha mọi người. Đấy. Rồi hoa rất đẹp nha mọi người. Đấy, hoa này màu như thế này. Đấy. Đó. Dòng sếp này. Đấy. Trên các lá của nó và trên cái nó có màu ấy này, nên cái độ hoa nó sẽ đậm hơn nha mọi người. Đấy, hoa rất thơm luôn. Đấy. Rồi hình số 12 nha mọi người. Đấy, 12. Dáng hương tam bảo sắc mà hàng gọi là quế tháng tư 100.000 cho 4 cây sếp lớn nè. Rồi đây là cây đầu tiên nè, lá sếp nè, bản bự nha mọi người. Đó, quá đẹp nha mọi người. Này người lên chậu thì nhìn rất là mê nha mọi người. Đó. Rồi tiếp theo là đến cây số 2 nè. Đó, cây sếp số 2 nha mọi người. Đấy, cái màu trên này nè, đó cái màu lá này nên cái độ hoa nó kia nó đậm, cái màu hồng 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 rất đẹp nha mọi người. Hồng với vàng, đấy, hai cái màu ấy này. Đó. Rồi hai cây này. Tiếp theo là cây số 3 này. Đấy, cây số 3 quá đẹp nha mọi người. Đó, cây lớn luôn nha mọi người. Đó, bạn lớn luôn này. Rồi tiếp theo là cây số 4 này. Đó, bốn cây dán hương xếp nha mọi người. Đấy. Rồi, hình 100.000 nha mọi người. Đấy. Sau lắm rồi mới có cái những tác phẩm dán hương lá xếp đẹp như thế này nha mọi người. Hoa rất thơm luôn, hình 12 100 nha mọi người. Rồi tiếp theo là đến hình số 13 này. Hình 13 100.000 cho 5 cây sếp lớn này. Rồi đây là cây đầu tiên này. Đó, sếp quá đẹp luôn nha mọi người. Đấy, không thể chê vào được nè. Rồi tiếp theo là cây số 2 này. Đó, cây lớn số 2. Tiếp theo là cây số 3 này. Rồi tiếp theo là cây số 4 này. Đấy, quá đẹp nha mọi người. Rồi tiếp theo là cây số 5 này. Đó, 5 cây sếp với sếp rất đẹp luôn. Đó, đẹp miên man luôn nha mọi người. Hình 13 100. Tiếp theo là đến hình 14 nha mọi người. 100.000 cho 5 cây sếp lớn. Rồi đây là cây đầu tiên này. Đó, mọi người nhìn cái màu thân màu lá này kia này. Cái này hoa nó sẽ rất đậm nha mọi người. Rồi tiếp theo là cây sếp số 2 này. Đấy, bản lớn này. Rồi tiếp theo là cây sếp số 3 này. Đó, màu đã chưa. Đấy. Rồi tiếp theo là cây số 4 này. Đấy. Rồi tiếp theo là cây sếp số 5 này. Đó, 5 cây sếp rất đẹp nha mọi người. Đấy. Rồi hình 14 nha mọi người. Hình này 100. Tiếp theo là đến hình 15 nha mọi người. Đấy. 15 100.000 cho 15 cây nhỏ nha mọi người. Đấy. Rồi đây là cây đầu tiên này, đây hàng sếp hết nha mọi người. Đấy, mọi người về trồng ở xong lớn này nó đẹp lắm. Hai này, đó. Rồi tiếp theo là cây số 3 này. Rồi tiếp theo là cây số 4 này. Đấy. Rồi tiếp theo là cây số 5 này. Đấy. Rồi tiếp theo là cây số 6 này. Rồi tiếp theo là cây số 7 này. Rồi tiếp theo là cây số 8 này. Rồi tiếp theo là cây số 9 này. Rồi tiếp theo là cây số 10 này. Rồi tiếp theo là cây số 11 này. Rồi tiếp theo là cây số 12, 13 này. Đó. 14 này.
15 cây nha mọi người. Đó, 15 cây bằng lớn này, hai bằng lá lớn. Rồi cái này mọi người về trồng cái này kia thì về sau nó thích ứng rồi là lá nó ra nó mứt rượt luôn nha mọi người. Đấy, lá của nó mà nó cái này kia thì nó mứt rượt luôn. Đấy, thích nghi rồi ra rễ ra lá này kia nó mứt rượt luôn và cho nụ hoa luôn ha. Rồi, hôm nay em có một cây nguyên bản này, để dành cho cô chú anh chị nào mà không có thời gian để ghép 16 này, 120 cho nguyên bản lớn. Đây, đây cây nguyên bản này. Đấy, thì ngoài tự nhiên thì nó mọc như thế thôi nha mọi người. Đó. Dòng Vanda để gió bám vào cho thị như vậy. Đấy, cây xếp đầu tiên này, cây xếp số 2 này, cây xếp số 3 này, và một cây bé này nữa này. Đó, cây rất đẹp nha mọi người. Đó, nhìn rất mê luôn nha mọi người. Rồi, cây nguyên bản nha mọi người, quá đẹp luôn. Đấy. Rồi, hình số 16 nha mọi người, 120 cho cây nguyên bản lớn này. Đấy, quá đẹp, với xếp nha mọi người, đây dáng hơn thêm màu sắc xếp rất đẹp, đây, hoa này. Hoa đẹp miên man luôn. Dạ rồi, tiếp theo ngày hôm nay thì em đến làng Hoàng Thảo Trinh Bạch nha mọi người. Đấy, Hoàng Thảo Trinh Bạch một loại lan cho hoa rất đẹp đấy. Hoa chủ đạo là hoa màu trắng và nó điểm thêm một cái màu hồng trong hồng nữa. Đấy, rất đẹp nha mọi người. Rồi, hình 17, 100.000 cho ba nguyên bản lớn người về sưu tầm. Đấy, cây rất đẹp nha mọi người. Đấy, cây nhìn đẹp miên man luôn. Đấy. Này, đó, thì ngoài tự nhiên thì nó mọc như thế này thôi. Đấy, trên một giá thể cũng không gọi là lớn như vậy. Đấy, nó bám rễ vào và nó lên sinh sống thôi. Đấy, cây rất đẹp nhưng mà này mọi người lên chậu nhìn rất đẹp luôn. Đấy, đó, cây đẹp nhưng mà đẹp miên man thôi. Đó, nhìn rất ok. Rồi, tiếp theo là cây nguyên bản số 2 này. Đấy, nguyên bản số 2. Đấy, cũng một cây rất đẹp nhưng mà đấy, này nhìn này. Đó, lá như là mít luôn, sấy rất đẹp nha mọi người, cây rất khỏe. Đấy. Rồi tiếp theo là cây nguyên bản số 3 này, đấy, em này thì đang có một cái hoa còn sót lại này, nó hoa rất đẹp nha mọi người, đấy, này thì nó ấy rồi, lúc nó mới nở này kia là nó sẽ rất là căng. Đấy. Rồi ba nguyên bản Hoàng Thảo Trinh Bạch nha mọi người, lan cho hoa rất đẹp luôn. Rồi hình 17, 100 cho mọi người về sưu tầm. Tiếp theo là đến hình 18, 100.000 cho 4 nguyên bản. Rồi đây là nguyên bản đầu tiên này. Đó, nhìn nó đẹp nha mọi người. Cây mới lên, cái con lên mức được luôn này. Đấy. Rồi tiếp theo là cây nguyên bản số 2 này. Đó. Rồi tiếp theo là cây nguyên bản số 3 này. Đấy. 3 nguyên bản như này. Đấy. Tiếp theo là cây nguyên bản số 4. Đấy, mức rập ú nù luôn này. Đấy, lá rất đẹp nha mọi người. Lá thân là nhìn đẹp. Đấy, đẹp miên man này nha mọi người. Rồi, hình Trinh Bạch, hình 18 nha mọi người. Hoàng Thảo Trinh Bạch 100.000. Tiếp theo là đến hình 19 nha mọi người. 100.000 cho 5 nguyên bản. Rồi đây là nguyên bản đầu tiên này. Đó, cây rất đẹp nha mọi người. Rồi tiếp theo là cây nguyên bản số 2 này. Đấy. Rồi tiếp theo là cây nguyên bản số 3 này. Đấy, 3 nguyên bản này. Đó. Dòng này lá đẹp nha mọi người. Tiếp theo là cây nguyên bản số 4 này. Đấy. Rồi tiếp theo là cây nguyên bản số 5 nha mọi người. Đó, 5 cây nguyên bản Hoàng Thảo Trinh Bạch. Đấy, hàng nguyên bản là mọi người chỉ không cần phải ghép nữa. Về xếp lại là đẹp nha mọi người. Hình 19 100. Tiếp theo là đến hình số 20. 100.000 cho 9 nguyên bản nhỏ nha mọi người. Đấy. Rồi đây là nguyên bản đầu tiên này. Đó. Đấy, thì nó như thế này thôi. Lên là đẹp rồi nha mọi người. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 2 này. Đó, rồi tự nhiên nó mọc như thế. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 3 này. Đó. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 4 này. Đẹp chưa? Rồi tiếp theo là nguyên bản số 5 này. Rồi nguyên bản số 6 này. Nguyên bản số 7 này. Đấy. Nguyên bản số 8 này. Rồi nguyên bản số 9 nha mọi người. 9 nguyên bản. Đấy, hình 20 nha mọi người. Đấy, 20 100.000 cho người về sưu tầm. Đấy, chính nguyên bản rất đẹp nha mọi người. Đấy, 20 100. Rồi, đó là các hình lan Hoàng Thảo Trinh Bạch nha mọi người, nó lan cho hoa rất đẹp. Rồi, tiếp theo hình 21 nha mọi người. Đấy, gồm có hai nguyên bản, nhất là lòng lọng ba góc dĩa nha mọi người. Đấy. Cây đang hoa này. Đấy. Nó cây rất đẹp nha mọi người. Đấy. Và một lọng vàng cam, 21 100 cho hai nguyên bản. Rồi đây là nguyên bản đầu tiên này. Đấy, thì một loại lan lọng cho hoa rất là to nha mọi người. Đó, hoa nó đang cùng này này. Đấy.
Rồi nguyên bản nha mọi người, này nụ này, cái nụ rất bự nha mọi người, này hai cái nụ này, đó. Rồi tiếp theo là một cây nguyên bản lọng bàng cam nha mọi người, này hoa dạng chuỗi này, nó không mọc như này, đó. Về thân lá cũng khá là đẹp nha mọi người, đó. Rồi hai nguyên bản lọng nha mọi người, này hình 121 nha mọi người. Rồi tiếp theo hình 22 là lọng ba gốc dĩa không nha mọi người, 100.000 cho 7 dây. À, đây là nguyên bản đầu tiên này, đó, à, nguyên bản này, đó. Tiếp theo là nguyên bản số 2 này, đó thì cây ra hoa như thế này mọi người, đó. Rồi tiếp theo là cây nguyên bản số 3 này, đấy, này nụ đang nứt này, nứt lần lần nó sẽ to là ra nha mọi người. Rồi tiếp theo là cây số 4 này, đấy, nứt hoa này, đấy. Nứt hoa nứt nụ nụ nó hé lần 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 nó to từ bự lại nha mọi người, dòng lòng này không lòng bự đấy, đó. Đấy, lọng nha mọi người, lọng ba gốc dĩa. Đó, nụ này, nụ khá là to nha mọi người. Rồi hình số 22, 100.000 cho lọng ba gốc dĩa, đấy 100.000 7 dê. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay thì em có làng thanh đạm cánh bướm nha mọi người, là một dòng thanh đạm cho hoa rất đẹp nha mọi người. Đấy. Đấy, hoa to và hoa thơm. Đấy. Nó có nhiều màu hoa lắm nha mọi người. Đấy. Rồi đó là thanh đạm cánh bướm nha mọi người. Rồi mùa này thì cây đang ấy này, đấy, đang nụ này. Đấy. Thì mỗi cái như thế này là một bông hoa nha mọi người. Nó đang trên một cái bò hoa nó gồm rất là nhiều bông. Đấy. 23 100.000 cho 6 dĩa lớn này. Đấy. Rồi đây là dĩa đầu tiên này, đấy, cây đang nụ hoa nha mọi người. Đó, một số cái đang ấy này. Đó. Rồi tiếp theo là đến dĩa số 2 này. Đấy, đang nụ luôn này. Đấy. Rồi tiếp theo là về số 3 này. Đấy, này là một cặp luôn này. Đấy, mọi người về ghép cái này kia lại tới mùa nó ra hoa rất đẹp nha mọi người. Đó, một cặp này, 3 này. Rồi tiếp theo về số 4 này. Đó. Này đang nở nha mọi người. Đang nở này, đang nụ này. Đấy, này cũng đang nụ này. Cái dòng mà thanh đạm cánh bướm này nó xuyên hoa lắm nha mọi người. Nó cứ có chỗ nào nó lên được thì nó lên hoa hết à, lên hoa và lên cái con. Cái này hoa xong là bắt đầu nó lên cây con nha mọi người. Đó. Rồi là 1 2 3 4 này. Rồi tiếp theo là dĩa số 5 này. Đấy. Dĩa số 5 nha mọi người. Rồi tiếp theo là dĩa số 6 này. Đấy, này lên được hai bờ hoa lên này, ba bờ hoa này, đó. Rồi. Hình 23 thanh đậm cánh bướm 100.000 nha mọi người. 100.000 cho 6 dĩa. Rồi tiếp theo đến hình 24, 100.000 cho 6 dĩa lớn luôn. Ở đây là dĩa đầu tiên này, đấy thì trên này thì đang hoa này, đó hoa của nó cũng rất dài và nó bung rất đẹp nha mọi người, đó hoa rất thơm nha mọi người, hoa rất là dễ thương luôn, đó. Rồi, này đang nụ này, đấy. Rất là sai nha mọi người, trên như thế này thì nó lên rất là nhiều, cái dòng này nó xuyên hoa xuyên cây lắm, đấy. Hai này, ba này, đó, hai vòi hoa này, đó. Bốn này, đó. Hoa rất đẹp nha mọi người, đấy, đúng không? Đó, hoa quá trời luôn. Rồi 5 này, đó, đang nụ này, đó. Rồi 6 dề nha mọi người, 6 dề lan thanh đậm cánh bướm, đây đang nụ quá trời luôn. Rồi hình số 24 100 nha mọi người. Tiếp theo là đến hình 25 100.000 cho 6 dề lớn này. Rồi đây là dề đầu tiên, đó, nụ chi chít luôn nha mọi người, nụ quá trời luôn. Đấy, dòng thanh đậm này rất là đặc biệt. Rồi tiếp theo là đánh về số 2 này. Đấy. Rồi tiếp theo về số 3 này, đấy, đang nụ này, đó. Rồi tiếp theo về số 4 này, cũng đang nụ luôn này, đang quá đẹp nha mọi người. Rồi tiếp theo về số 5 này, đấy, đang nụ luôn. Rồi tiếp theo là về số 6 này, đó, 6 về. Hình 25 nha mọi người, 100.000 cho 6 về lớn. Rồi tiếp theo là đánh hình 26, 100.000 cho 20 về nha mọi người. Này là nó về nhỏ hơn, mọi người bị ghép được rất nhiều. Đó, 1 nè. 2 nè, đó. Rồi 3 nè. 4 nè. 5 nè, đấy, một cặp nụ luôn nha mọi người. 5 nè. 6 nè, đó, đang ấy nè. 7 nè, đấy đang nụ nè. 8 nè, đấy, đang nụ nè. 9 nè, đấy đang nè. 10 nè, đấy đang nụ nè. 11 này, đấy, đang nụ này, nụ nó sẽ lớn lần nhưng mà. Đấy. 12 này, đấy, đang nụ này.
13 này, đấy, nụ chỉ chích luôn nha mọi người. 14 này, đây nụ nè. 15 này, đây đang nụ nè. 16 này, đấy. 17 này. 18 này, nụ nè. 9 này, đấy, 19 20 về nha mọi người, đấy. Rồi cái này mọi người về ghép hết cắt tỉa gọn gàng ấy là mọi người ghép lên một cái ví dụ như một cái nguyên bản lũa hay gì đó nha mọi người. Tới mùa này kia thì nó lên cái này kia thì nó ra nhiều nụ này, nó sẽ rực rỡ rất đẹp nha mọi người. Đấy. Rồi 26 100.000 cho 20 cái chè như thế này nha mọi người. Rồi đó là cánh bướm cuối cùng ngày hôm nay nha mọi người. Đấy là cho rất đẹp, thành đạm cho rất đẹp rồi nha mọi người. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay em có một phần lan đuôi trầu nha mọi người. Đấy, trồng rừng con tâm nha mọi người, con tâm Tây Nguyên. Đấy. Hoa dạng chủ như thế nha mọi người. Em người về trồng. Rồi, hình 27, 100.000 cho 4 cây lớn nha mọi người. Đấy. Trồng rất là khỏe nha mọi người. Đấy, cây lá rất là dày nè, đấy cứng cáp luôn nha mọi người. Đấy, cứng nu luôn nha mọi người. Đấy. Hàng rừng ở đây thì rất là khỏe nha mọi người. Người về lên chậu, lên lũa nè, rất là ok luôn. Rồi tiếp theo là đến cây số 2 nè, cây lớn số 2 nha mọi người. Đó. Rồi tiếp theo là cây số 3 nè. Đó, cây lớn nha mọi người. Đó. Rồi tiếp theo là cây số 4 nè. Đó, 4 cây lớn tròn nha mọi người. Đấy. Cái dòng này lá nó sẽ lây lần lên nha mọi người. Đấy. Ra những cái rễ rất là đẹp nha mọi người. Đó, bung rễ ra. Rồi, hình đuôi tròn 27 nha mọi người. Đấy, 100.000 cho 4 cây. Đấy. Rồi. Tiếp theo ngày hôm nay thì em có các hình lan kim điệp xuân nha mọi người. Đấy, một loại lan kim điệp cho hoa màu vàng rất đẹp nha mọi người. Đấy, dòng kim điệp này là nở rất là bền hoa, lâu tàn nha mọi người. Đấy, hoa nở được nhiều bông nha mọi người. Rồi, hình 28, 100.000 cho 35 về. Cái này là hàng rời nha mọi người. Em người về ghép lại. Đấy, cắt tỉa hết lại ghép lại là ok nha mọi người. Mùa này thì cây kim điệp nó đã đầy đủ dinh dưỡng này, đấy ngọn thì cũng có dấu hiệu là ngừng lại rồi, đã giờ chỉ việc nó đầy đủ dinh dưỡng lúc này chờ ra hoa thôi, đấy cây rất mập nha mọi người, rồi 2 này, 3 này, 4 này, đấy mập u nu luôn mọi người, 5 này, đấy. Rồi 6 này, 7 này, 8 này. 9 nè, 10 nè, 11 nè, 12 nè, 13 nè, 14 nè, đấy, mập nè, 15 nè, đấy, mập không nha mọi người, 16 nè, 17 nè, 18 nè, 19 nè, 20 nè, đấy, mập ủ nu luôn nè, 21 nè, 22 nè, 23 nè, 24 này, 25 này, 26 này, 27 này, 28 này, 29 này, đó, 30 này, đấy, 31 này, 32 này, 33 này, 34 này, 35 này, 36 này, 37. Nói chung là trên 35 về nha mọi người. Hình 28 100.000 hàng rời. Đó, một phần 28 100.000 nha mọi người. Rồi tiếp theo là đến hình 29, đấy, loại nguyên bản 100.000 cho 15 nguyên bản. Cái này thì nó đã đến nguyên bản rồi, mọi người chỉ việc về sắp xếp lại cho nó gọn gàng lại thôi. Đó. Thì ngồi tự nhiên thì nó bám như thế này thôi nha mọi người. Dòng kim điệp xuân thì tới mùa nước mầm rất đẹp nha mọi người. Nước mầm lên để hình thành cái cây như thế này rất đẹp luôn này. Đấy. Nên, kim điệp xuân khá là hay. Rồi 1 này. 2 này, đó. 3 này. 4 này. 5 nè, 6 nè, nước cây con rất đẹp nè mà, đó, rất đẹp nha mọi người, nứt ra như thế này và 6 phần to lên như thế này, đấy. 6 nè, 7 nè, 8 nè, đẹp nha mọi người, 9 nè, 10 nè, 11 nè, 12 nè, đó. 13 nè, 22 mầm tơ nè, 14 nè, đó, cây lớn nha mọi người, cây bự nè, chỉ chờ ra hoa thôi. Rồi 15 nha mọi người, đó, 15 nguyên bản, kim điệp xuân nha mọi người, đấy, hình số 29, 100. Tiếp theo là đến hình số 30, 100.000 cho 15 nguyên bản.
ở đây là bản đầu tiên này. Đó, tiếp theo là bản số 2 này, đó rất đẹp nha mày. Rồi tiếp theo là bản số 3 này. Rồi bản số 4 này. Đó. Rồi tiếp theo là bản số 5 này. Rồi nguyên bản số 6 này. Đấy. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 7 này. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 8 này. Nguyên bản số 9 này. Nguyên bản số 10 này. 11 này. Đấy. 12 này. 13 này. 14 này. Rồi 15 nguyên bản nha mọi người. Đó, 15 nguyên bản Kim Điệp Xuân. Đấy, hàng nguyên bản là người về việc sắp xếp lại thôi, hình 30, 100 nghìn nha mọi người, người về sưu tầm 2 phần nguyên bản và 1 phần rời lan Kim Điệp Xuân nha mọi người. Rồi tiếp theo ngày hôm nay em có hai cái phần lan Hoàng Thảo Thập Hoa nha mọi người, đấy hoa của nó đây. Đấy, thì cái này là hoa đa số là màu như thế này. Đấy, này dạng đột biến nha mọi người, đột biến đó. Đấy, thì khi nó nở hoa ra nhiều thì nó sẽ rất đẹp nha mọi người đó. Rồi thì cái dòng mà ngày hôm nay em có hai phần đấy, thì nó khả năng là nó rớt vào cái hoa của này nè mọi người. Đấy, tại vì thân của nó là nó xanh hết, nó không có cái màu tím. Đấy, nó có màu tím thì nó lại ra hoa này, mà nó xanh thì nó ra hoa màu này. Nhưng mà em bán sưu tầm thôi. Đấy, 100.000 cho ba về cho mọi người về sưu tầm. Đấy, 31 này, 100 này. Đấy. Đây, về của nó thì nó xanh lẻ trên này mà. Đấy, xanh này, không có màu tím nào trên này. Đó, quá nhiều hương tơ rồi nha mọi người. Đấy, quá trời trời, đây nứt lên này, cùng tay này nè. Đó, thì tới mùa thì nó sẽ đào hoa này, đấy, đào hoa và có mấy hoa trên này nha mọi người. Đó, rồi về lớn đầu tiên này, đó, về lớn đầu tiên nha mọi người, Hoàng Thảo Thập Hoa. Rồi tiếp theo về số 2 này, đó, thân xanh lè hết trơn nha mọi người. Đấy, này khả năng là ra hoa màu này này, đấy. Rồi tiếp theo đến về số 3 này, đó, cũng xanh hết trơn nha mọi người, thân con, thân ái này đều xanh đấy. Rồi hình 33 31, 100.000 cho người về sưu tầm 3G. Tiếp theo là đến hình 32, 100.000 cho 5G nha mọi người, bán cho mọi người về sưu tầm vui đấy. Đây là về đầu tiên này, nguyên về rất nhiều thân tơ nha mọi người. Đó, thân xanh lè xanh lét hết trơn này. Đó. Rồi tiếp theo là về số 2 này. Đó, về cái rất là mập mạp đẹp nha mọi người. Đó. Rồi tiếp theo là về số 3 này. Đó, về số 3 này. Rồi về số 4 này. Thì số 5 này, 5 về. Đây, hoa của nó nở lần lần này nha mọi người. Đó, trên này nó chưa nở thì nó tiếp tục nở, dưới này nó nở này. Đó. Rồi, đó là lan Hoàng Thảo Thập Hoa hình số 32, 100 nha mọi người. Hôm nay em có hai phần nữa thôi. Dạ rồi, tiếp theo là đến hình 33 combo lộn xộn, hình số 1, combo 1 mọi người, 100.000 cho mọi người về sưu tầm. Cùng có lát các loại lan. Thứ nhất là một cái về lan thanh đạm nha mọi người. Đó, thanh đạm. Đạm này cũng khá là hay đấy, thân to này, một cặp lá nha mọi người. Đó. Rồi tiếp theo cây lan này nó ra hoa như thế này nha mọi người. Rồi tiếp theo là một cây nguyên bản dán thu nha mọi người, dán thu hoa màu hồng rất đẹp nha mọi người. Còn ba cây này. Rồi đây cũng dán thu này, dán thu rất đẹp nha mọi người. Mọi người về trồng thì nó lên cứ lên như thế này này. Đó. Rồi tiếp theo là một cái lan về lan tục đoạn nha mọi người. Đấy, cái dòng này dòng bonsai nha mọi người. Đấy, về cái thân của nó rất là gấp khúc rất đẹp nha mọi người. Hoa tục đoạn thì cũng rất đẹp này, các quế hoa và cỏ trái này. Đó, nên mọi người về trồng thì bonsai rất đẹp luôn. Đấy, và nó nứt cái con lên nữa nha mọi người. Đó. Rồi tiếp theo là đến lan lan nhung nha mọi người. Đấy, lan nhung này là hoa rất đẹp. Lan nhung em bữa em nè, bữa cái lan lan nhung này cũng đẹp nha mày. Lan lan nhung đấy, lan nhung cây thân lá cũng rất đẹp này. Đó, và có các hình như thế này. Đó, lan nhung nha mày. Đó, các chị lan lan nhung. Rồi lan nhung hình combo lồng sồng của các loại lan này, 33 100 nha mọi người. Đấy. Rồi tiếp theo là đến hình 34 100 combo 2 nha mọi người. Đấy, 100.000 cùng với các loại lan. Thứ nhất là lan Hoàng Thảo Tam Bảo Sắc nha mọi người.
hoàng thảo tam bảo sắc hoa ba màu rất đẹp này, nguyên bản này. Rồi tiếp theo là lan trinh bạch như này, đấy, nguyên bản này. Ở đây về trinh bạch như này, đấy, hoa nó đây. Đấy. Rồi tiếp theo là lan thanh đậm xanh như này, đấy, mùa này thì cây đang có nụ luôn, đấy, mọi người về có hoa chơi. Đấy. Lan thanh đậm xanh như này, đấy. Rồi, nguyên về lan thanh đậm xanh này, đấy. Lan thanh đậm này hoa màu xanh rất đẹp như này, đấy. Cây đang nụ này, đó. Chuẩn bị có hoa luôn này, đấy. Này ra hoa có trái rồi này. Đấy. Rồi tiếp theo là lan trinh bạch như này. Đó. Rồi đây lan trinh bạch luôn này, đấy, nguyên bản này. Rồi các về lan kim điệp như này, kim điệp hà, đó. Rồi lan giáng thu này. Rồi này hoàng phi hạt như này. Đó. Rồi thanh đậm cánh bướm này. Đó. Rồi lan kim điệp này. Đó. Kim điệp như này. Rồi hoàng phi hạt này. Đó. Đây cũng hoàng phi hạt luôn nha mọi người. Rồi này kiều vung này. Đó. Rồi combo lồng sọc 34 100.000 nha mọi người. Thì đó là toàn bộ cái lô hàng ngày hôm nay của em nha mọi người. Rồi mọi người đặt hàng thì gọi điện thoại trực tiếp cho em qua số điện thoại là 070-611-5694. Thì trường hợp mọi người gọi điện không được thì mọi người vui lòng nhắn tin, em sẽ chốt hàng qua tin nhắn và đi trong thời gian sớm nhất nha. Và bên em đồng giá ship 30k trên một đơn hàng, ship này ship nhanh, tầm 2 đến 3 ngày thì mọi người nhận được hàng nha. Rồi thống nhất phí ship là 30k trên một đơn hàng, một đơn thì 30k, nhiều đơn thì 30k nha mọi người. Nha. Rồi. Rồi cô chú anh chị mà có nhu cầu mua lan sử dụng chai giấy rừng á thì mọi người nói em sẽ tặng một bình như thế này 100g cho chú anh chị về dùng thử. Đấy thì cái này nó nghiêng về cây thuốc là một cây thuốc nam, nghiêng về đông y nên là mọi người về sử dụng rất là an tâm và có hiệu quả nha mọi người. Cái này đã được nghiên cứu hết rồi và thời gian qua cô chú anh chị dùng khá nhiều này, kia là phản hồi rất là tích cực này, mọi người yên tâm sử dụng nha mọi người. Rồi trường hợp có chú anh chị mua thì 100g bán giá 20.000 này. Đấy. Rồi 200g là 40.000 nè. Rồi tiếp theo là loại 500g nửa ký nè, 100.000 nha mọi người. Đấy, rất nhiều, mọi người về dùng thoải mái luôn. Rồi 1 ký thì giá là 200 miễn phí ship nha mọi người. 1 ký trở lên thì miễn phí ship, bên dưới thì mọi người cộng phí ship nữa. Rồi thì về cái tài liệu này thì em sẽ ghi để ở phần bình luận nha mọi người. Mọi người tải về để nghiên cứu trực tiếp cho nó dễ. Đấy. Dùng trên điện thoại hoặc trong máy tính mọi người cũng được đấy. Nếu mọi người có chú anh chị nào mà lớn tuổi thì nhờ con cháu này kia giúp tải về xem nha mọi người, in ra này kia giờ nó cũng rất là thuận tiện đấy. Rồi em xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi ủng hộ cái kênh trong suốt thời gian vừa qua. Thì để nhận những clip mới mọi người nhấn vào nút đăng ký kênh lúc này và bấm vào chuông thông báo bên cạnh để nhận tất cả clip trên kênh một cách nhanh và sớm nhất nha mọi người. Rồi một lần nữa thầy Ma xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ em cũng giống như ủng hộ người đồng bào tại địa phương em, thì người ta đã bỏ chút công sức vào rừng hay những nhành lan về cho mọi người sưu tầm, thì em xin chân thành cảm ơn. Rồi chúc tất cả mọi người một buổi tối thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình, và em xin phép dừng clip tại đây và hẹn mọi người ở những video bán hàng tiếp theo nha mọi người. Rồi em xin phép chào tất cả mọi người ạ. Rồi.